Với hơn 130 năm hiện diện, văn hóa đổi mới của chúng tôi đã định hình cuộc sống của hàng triệu người. Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn và hạnh phúc hơn, với đầy màu sắc và cơ hội. Tất cả bắt nguồn từ những nghiên cứu đột phá, được phát triển tỉ mỉ bởi các nhà khoa học và hóa học hàng đầu tại các cơ sở hiện đại nhất thế giới của chúng tôi. Tất cả chúng tôi là thành viên của một đại gia đình, cùng nhau tạo nên Nippon Paint, tập đoàn sản xuất sơn và chất phủ số 1 châu Á. Cung cấp một giải pháp sơn và chất phủ hoàn chỉnh, giúp bạn hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi là một đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết thống nhất, được định hướng bởi văn hóa tinh gọn để lớn mạnh từ các yếu tố cảnh giác, khát khao mãnh liệt, làm việc nhóm, nhạy bén, tinh gọn, luôn bền bỉ, cho phép chúng tôi luôn dẫn đầu. Trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, thúc đẩy sự bền vững và phát triển các kỹ năng. Bởi vì chúng tôi luôn đặt yếu tố con người làm trung tâm. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến xây dựng một doanh nghiệp bền vững, có tác động tích cực đến xã hội. Chúng tôi tỉ mỉ từng giọt trong hàng tỷ lít sơn và chất phủ được sản xuất hàng năm. Điểm tô màu sắc cho các công trình kiến trúc và công nghiệp, tàu biển, thông qua hệ thống phân phối rộng khắp, làm phong phú thêm cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Chúng tôi liên tục thiết lập các tiêu chuẩn mới đối với chất phủ trong ngành công nghiệp, ô tô, xe máy. Sơn phủ công nghiệp của chúng tôi giúp bảo vệ bền vững và tăng tuổi thọ cho các công trình, tàu biển, ống nhiên liệu và bể hóa chất. Bằng cách cung cấp rất nhiều lựa chọn sản phẩm có độ bền cao và khả năng chống chịu thời tiết, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được những kỳ vọng của các chủ đầu tư và các kiến trúc sư. Và đối với người tiêu dùng, chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp chọn gói tốt nhất, bao gồm các dịch vụ phối màu để khách hàng cảm thấy hài lòng nhất. Chúng tôi là Sơn Nippon. Chúng tôi tối ưu sự đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi truyền cảm hứng cho hàng triệu người bây giờ và rất nhiều thập kỷ tới đây.